Chào nhà, hôm nay em về được ít hàng độc lạ ha. Đây em quay cho cả nhà coi. Đây, đầu tiên sẽ là một cái cây đèn pin năng lượng mặt trời ha. Đó, như vậy mà chỉ có 230 bao ship cả nhà. Là 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 3, 15 bóng với 1, 16 bóng à. Đó, bấm 3 lần. Nó sáng 1, 2, 3 dùng luôn. Ừ. Chớp nữa. Rồi. Thì đây là tấm năng lượng ha. Đó, để anh em thử rồi. Thì ok, còn không là mình sạc bằng tai si ha. Nó có cổng ra để mà sạc cho điện thoại luôn. Đó, 230 bao ship ha. Tay cầm hàng new nguyên hộp nha, bao ship 230, pin năng lượng có quai đeo hoặc có đeo đây treo. Đó. Ok, không thì mẫu này cả nhà, mẫu này cũng mẫu này thì rẻ hơn, mẫu này thì 150 ha, pin năng lượng rồi. Rất sáng nha, cũng sáng, 150 bao ship rồi, đó, hàng new. Đây cũng sạc cho tai si và sạc ra cho điện thoại ha, sạc vô. Lo thử mình là sạc nó có hiện thị đó, thấy không? Đèn pin chiếu vô giống như ngoài nắng này chiếu vô thì nó mới sạc, nó hiện đèn xanh, xanh lá. Em có mấy cái à, một mẫu em có vài cái à, bán vui thôi, 150 nha, cái này 150 à, cái này 230 ha. Cái này tại em không thấy đèn để mình anh test cho cả nhà coi. À, chắc rồi thôi đi, còn mẫu mẫu này thì 150 luôn à, mẫu này dùng để kẹp cái nón, mình kẹp cái nón hoặc là 500, đây 500 nha. Đó. 500 hết nè. Đó. Rồi. Hiển thị phần trăm pin. Rất là xịn sò, 150 bao ship rồi nha. Rồi, chưa kể đằng sau nó có đè đè lâu thì sẽ có bóng này. Trời. Đừng có chiếu thẳng vô camera sợ là nó cháy camera luôn đó nha. Đó, có đèn SOS luôn. Sạc. Ở nó đều có cổng sạc tai si và sạc ra cho điện thoại hết nha. Đó, kẹp vô cái nón nè, kẹp nón nè, hoặc kẹp vô xe đạp chạy. Đó. Bao ngồi 150 bao ship. Còn con này thì hôm bữa em có về được chục con nè, nay em về được có 20 con nè. Con này thì 130 ha. Con này thì đèn nó xoay được. Nhìn vậy cho nó có nhiều chức năng lắm nha. Hai bóng bên đây rồi, thêm 8 bóng đây nữa. Mình đè lâu vô. Đó. Màu đỏ, màu xanh. Chớp. Con này một đó là mình nó có hai cục hít, nó cũng sạc ra tai si, sạc vô tai si, sạc ra USB ha. 2 500 nè, 500 hít nè. Đó, một là nó chiếu hẳn vậy, hai là chiếu hẳn vậy. Đó, cái này kẹp nón kẹp gì hoặc xe đạp, 130 thôi, 130 bao ship, nhìn cũng chắc chắn ha, 130 đó cả nhà nhớ là 130 nè, 150 nè, cái này 150 nè, con này 230 bao ship hết ha. Đây hàng xịn ha, hiện này 200 330 nè, hai đầu ha. Cũng pin năng lượng luôn. Đó. Rồi thôi qua mẫu khác ha, em có về lại hai cái đây, hai cái máy cạo râu của Xiaomi ha, lần này về là mấy chục cái đó nha, mấy chục cái một con ha, Xiaomi cực kỳ ngon luôn.
Cả nhà muốn em test nước không? Đó. Này là hai lưỡi tự mài ha, hai lưỡi tự mài. Có thể nè, cái này là em đang xài nè, cả nhà nhìn kỹ nè. Đó, em đang xài thì nó sẽ có râu bụi trong đây. Thì em phải test, em trải nghiệm em mới bán cho cả nhà nha. Nè. Đó, thì bây giờ em test luôn. Ví dụ mình cạo râu bằng máy đi. Mình sẽ ấn sát xuống. Mình đang cạo nè. Nói chung con này là rất là ngon cả nhà ơi. Hai lưỡi ha, nè, thấy tóc của em, à, râu của em nè. Đó, con này là của em đang xài ha, em sẽ giao cho cái nhà là nguyên siêu. Đó. Ừ. Mình có thể tháo ra mình vệ sinh hoặc là rửa nước luôn, hoặc ngâm nước luôn đều thoải mái ha. Đó, đây tóc râu của em nè. Có cái chế độ 500 nha. Vẫn giá cũ 207 bao ship. Con này em xin phép lên 10.000 nha, là 300. Giá nó lên cái nhà chứ không phải em lên nè. Nè. Không có nút bấm. Con này công suất nó cũng 5W nhưng mà em thấy là nó cạo sẽ nhỉnh hơn cái con kia, cũng là Xiaomi. Còn một con mấy trăm nó em lấy không nổi nên thôi. Em chơi hàng bình dân ha. Xiaomi ha. Sạc vô tai si, sạc một lần ví dụ là mình xài được 2 tháng. Có ngâm nước hết nha, chống nước hết. Lúc mình tắm xong mình lấy ra mình cạo luôn rồi rửa luôn cũng được. Một xịn không có nút bấm nha. Bẻ đầu nữa nè. Bẻ đầu tự tắt. Này hàng new nên chưa có xài ha. Tự chạy nè. Đó, rất là mạnh. Có độ hở lò xo. Lưỡi là tự mài, ấn xuống không chạy. Tắt. Ấn lên chạy. Bẻ đầu tự tắt. Chạy lại. Hàng xịn nha. Con này thì 300 bao ship mới nguyên hộp của Xiaomi cả nhà, an tâm mà xài ha. Xiaomi, Redmi cả nhà cũng biết rồi đó. Rồi. Đây đợt này em về lại cái giá đỡ nha, mà lần này xịn hơn cả nhà, 4 trong 1 luôn. Vừa là giá đỡ, vừa là có đèn, vừa là loa, vừa là sạc dự phòng luôn. Sạc vô tai si ha. Đem test cho nhà luôn, sạc vô tai si nè. Đó, sạc vô hiện màu đỏ nè. Sạc ra cho điện thoại nè, vừa là sạc dự phòng luôn nè. Đây. Sạc dự phòng luôn. Giá hôm nay là 230 bao ship nha cả nhà. Con này là loại mới, hàng phiên bản quốc tế nha, lần trước phiên bản nội địa. Power on. Dạ. Yeah. Loa cực to luôn. À, sạc cho sạc ví dụ ở đây là điện thoại đi. À, sạc được không nè. Rồi. Test loa luôn nhưng mà em test trong khả năng của em thôi nha. Em đây mình kết nối thì mình sẽ biết được pin của nó còn bao nhiêu ha. 60% rồi em test nha. Xin phép em mở TikTok. Đây em mở nè. Khó nói thiệt, một bên thì nhỏ gọn hỏng nhẹ, một bên thì to bự. Nói chung là loa rất là lớn luôn. Lần này là bản nâng cấp mà nên bán 230, có thêm đèn nữa, đèn, loa nghe nhạc, giá đỡ, sạc dự phòng, 4 trong 1 ha. Rồi đây em test cho cả nhà cái độ chịu cứng, chịu lực của nó nè. Mình có thể mở ra gẹp lại. Rồi, kẹp xuống ha, tắt nè. Rồi bây giờ em thay vì em để điện thoại không, no, để máy tính bảng luôn. 11 inch Xiaomi của em nè. Đó, chịu được luôn ha. Chịu được luôn nè. Rồi, kéo dài luôn nè, kéo dài để hẳn đứng luôn. Để coi nó chịu được không ha. Kéo dài để hẳn đứng thì không được, nặng quá. Thì mình để chúi chúi xuống. Dày thì được nha. Ok chưa? Nè. Đó là do nó có cái bao nha. Mà mở bao ra nè. Đó, 230 bao ship mà test kỹ đó nha. Đó. Đó, ok ha.
hàng new, bao ship rồi. Lần này là mẫu mới nha. Rồi rồi, về vài cái đồng hồ cơ nè, con này mẫu mới nhất luôn đó, bán vui vẻ cho cả nhà, 1380 bao ship, em lắc nhẹ là chạy nè. Kính sapphire, con này có hai kim dây nha, độc lạ luôn, 1380 bao ship mà. Kính sapphire đó, lắc nhẹ thôi là kim gió nè, kim dây nè, kính sapphire, dạ quang sáng, lộ máy. Thì dòng lộ máy á, thì nó không có lịch, hàng new nha, chính hãng của nhà Island, 1380 bao ship nha. Con này size 42.5, dây thép đúc đời mi khóa bướm, hàng new luôn. Anh em nào nên mua trải nghiệm mấy con này, đeo đồng hồ cơ nó như thế nào thì lên code nè, mở ra để mình chỉnh nè, có hacking stop luôn nha, máy xịn mới có nha, máy đời mới, ý là em nói máy đời mới nha. Đứng máy lại để mình chỉnh giờ, ấn vô chạy tiếp đó cả nhà, tìm đây. Mấy cái này là chân kính thiệt nha đó, còn đây là dạ quang, dạ quang sáng nha đó, dây thép đúc, thép đúc nè, 1380 bao ship, đang có 3 con à, có 3 con đem về được 4 con đồng hồ Casio pin năng lượng nha, 4 con 650 bao ship 4 màu. Trời ơi, đây sáng về em gói được như đây đơn là còn nữa, nhưng mà em tại hàng về em quay vô nhà coi, thì hàng hôm nay về được như đây đó đó, thì Casio em về được 4 con 4 màu, size 41 nha, pin năng lượng đó, anh em thích màu trắng có màu trắng, thích màu xám có màu xám, thích màu xanh có màu xanh. Màu xám có hai màu nha, cọc số bạc và cọc số vàng, xanh đen trắng, size 41 đều có đèn, pin năng lượng, dây rút nha, không cần phải cắt mắc dây, 650 bao ship, năm báo thức, lịch vạn niên, bấm giờ thể thao. Đó. Bao đẹp luôn nha, từ dây đến mặt luôn. Zin nguyên bản, 650 bao ship nha. Rồi, đây có vài con này đi. Đây, đã chưa? Mini focus dán tăng. Về được ít máy rồi cả nhà. Trải nghiệm thôi, size 41, 6 kim. 41 ha, dán tăng. Đây càng nè. Càng tay 16 được luôn, càng chưa tới 50 tay 16 được luôn ha. 6 kim bấm giờ thể thao, 6 kim thiệt nha. Mặt xanh. Pin nha, có chống nước luôn. Kính chống chày nha. 780 bao ship ha, dây thép đúc. Khóa bấm. Dây thép đúc ha. 780. Hoặc là không thích con tăng thì em có con tròn ha, mặt xanh rêu. Xanh rêu này dòng phi công niền xoay ha, 780 luôn, 6 kim bấm giờ thao, size của nó là 43 cả nhà, 43, càng của nó là 50 tay 16 thoải mái luôn, dây hép đúc khóa bướm luôn, khóa bướm đeo cũng sang quá nha. Dạ quang sáng ha. Rồi cách đeo khóa bướm như sau, ở nhà chỉ việc lật cổ tay mình lên, rồi mình ấn này lên, mình kéo này lên, ấn vô là xong ha. 780 bao ship, niền trong xoay chỉ hướng. Chỉ các thông số ha. Còn không thì con này cả nhà. Con này cũng đẹp, con này xoay to bự, xoay đến 44. Cũng 780 luôn, rất là nặng nha, dây thép đúc. Đời mi đèn xanh dương. Thì con này dòng ngoài nó thêm sợi dây cáp nữa, 7.8 ha. Đó, 6 kim bấm giờ thể thao nha. Dạ quang cũng sáng, dây hép đúc khóa bướm luôn. 7.8 nha. Rồi. Đây cả nhà, em mới về được sợi dây của tia thép của con Samsung Smartwatch
Ucha A7 ha. Đó. Hàng new luôn. Dây cao su nó nè. Anh em nào đã mua được con này thì có thể mua sợi dây smartwatch ha. Dây 500. Đó, 50 thôi. Con này thì nguyên bộ nó là dây cao su và này là 900 ha, tổng cộng 900. Không lấy dây lụa thì 850 thôi. Đó, con này đặc biệt chỗ là mặt của nó la bàn nha. La bàn. Ví dụ nó kêu vẽ hình số 8 rồi lấy lại từ trường. Rồi. Đó, la bàn ha. Cái mặt nó la bàn, màn hình AMOLED pin 400 bao trâu luôn. 5 ngày. Đo nhịp tim, huyết áp rồi có trò chơi luôn nha. Nghe gọi nghe nhạc. Có huyết áp, đường huyết luôn. Đó. 850. Thêm sợi dây này là 50, nó là 900 ha. Còn không thì mấy con này thì 700 700 luôn nè. 700 bao ship nha. Màn hình AMOLED full thép ha. Anh em có thể mua sợi dây mua thêm sợi dây này 50 cũng được, hoặc chuyển khoản full em tặng luôn. Chuyển khoản full em tặng luôn ha. Dây lụa. Đó. Nghe gọi nghe nhạc pin châu màn hình AMOLED ha, 700. 700 hàng new nha. Tại em còn ít anh em sale chứ ở ngoài kia người ta bán 800 mấy, 900 mấy. Full thép màn hình AMOLED. Này. Rất là nhiều chức năng ha. Rồi. Đây em mới về được mớ ốp lưng của con này là wireless ha, ốp lưng của nó nè. Ốp lưng thì cả nhà mua thêm thì 50 ha. Em bán vốn luôn. Đó, 50. Còn máy thì vẫn là 2180 bao ship nha, cực mỏng, siêu mỏng mà pin 5000. Chip 8 nhân, RAM 7 GB ha. RAM 7 GB, bộ nhớ 64 GB, cài thêm 1000 GB nữa. 87 GB, 1000 GB lưu trữ đám mây ha, tài khoản VIP. Đó. 200 kênh TV miễn phí ha, có đá banh nữa. Hoặc cài thêm TV 360 đó nha. Cả nhà cài thêm cái đó thì có thêm phim 4K luôn, Full HD này kia. Này 2180 bao ship nha, 6,5 inch, tần số S là 90. Chip 480 5G mạnh bằng 750G nha. SIM là 5G, một SIM. SIM 5G nha. Máy mỏng có hai cái tắt màn nè. Mở màn nè, mở khóa khuôn mặt, vân tay bên đây. Có NFC luôn. Pin 5000, sạc nhanh 18W ha. Là nguyên trọn bộ nguyên nè. Đó, trọn bộ cáp sạc nhanh 18W. Đó. Bảo hành 3 tháng, mua thêm cái ốp là 50 thôi. Xong. Xài nè, quá ngon. Còn Motorola thì hôm nay em có về cái ốp này cũng 50 nè. Tao coi gắn vào vừa không nha. Dưới luôn 50. Đó, mở ra nè. 8 inch nha, con này thì 8 inch có bút 6,8 inch Full HD cộng nha. Có bút nha. 2280 bao ship, thêm cái ốp 50 nữa nha. Kèm cáp sạc nhanh, bảo hành máy luôn, phần mềm luôn 3 tháng. Đó. Lỗi đổi trong vòng 7 ngày. Ok không? Lỗi đổi. Không nói nhiều. Em đang có vài chục mấy con à, một loại nha, một loại vài chục mấy cả nhà không, rất mượt ha. Chip 8 nhân, RAM con này là 5 GB, 4 GB vật lý, 1 GB bộ nhớ ảo, là 5 GB bộ nhớ trong, 128 GB ha, bảo hành 3 tháng. Đó, cáp sạc nhanh, màn to bự 6,8 inch cả nhà. Chip cũng mạnh lắm, mát mượt, chơi được Genshin Impact 30 GB luôn. Ốp nhám, ốp mới về luôn, mới về được ít ốp. Còn không thì giá rẻ thì em vẫn có mấy con này InfoCut ha, 8 nhân. Ê, 4 nhân. Chip là 425. Đó. Con này thì 780 bao ship nha. Sạc micro. Sạc micro.
Đó, bao đẹp luôn, 780 à. RAM 2GB bộ nhớ 16GB, màn 5.3 inch full HD thôi. Pin 4000 ha, SIM là 4G. Đó, rất là trâu luôn. Có 780 bao ship ha. Lướt TikTok, Facebook, Zalo thoải mái. YouTube nữa. Đó thì hôm nay em về được nhiêu đây ha cả nhà. Đó, được thì cả nhà ủng hộ. Hít máy cầu râu của Xiaomi có luôn, 270 300. Đèn pin thì như đây. Còn này là 4 4 trong 1 nha. Lần trước không có đèn. Lần trước là bản nội địa, lần này là bản quốc tế nha. Nè. Power on. Đó, nói tiếng Anh không nha. Power on. The Bluetooth device is ready to power. Đó. Bỏ xuống nè. Loại xịn nha, màu bạc. Mẫu mới nha, mẫu version 2 chứ lần trước là một bản 1 thôi. Đó. Còn ốp lưng thì cả nhà cứ mua thì thêm ốp lưng vô đó. Quanh lết hoặc quanh lết và Motorola hàng Mỹ một sim thôi, đó, rất là ngon. Đã đẹp rồi, thêm cái ốp lưng để chống sốc, chống rớt nữa. Mà bao đẹp luôn, 2180 ha. Rồi đèn pin thì em có nhiêu đây, được thì cả nhà ủng hộ em ha. Đó, đọc lại hôm nay chỉ tới đây thôi, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.